người phát minh súng lục thật là một thiên tài. Nó trông giống như một bàn tay, nhưng thực ra đó là một khẩu súng. Cấu trúc tổng thể giống với súng lục, cò súng được kết nối với ngón cái, có thể chứa được 9 viên đạn Parabellum bên trong khớp cổ tay. 9 viên đạn Parabellum. Súng này có hai nòng súng, phía trên là cơ chế bắn ẩn, phía dưới giống với súng lục thông thường. Chỉ cần ngón cái tạo tư thế bóp cò, kim hỏa sẽ đụng vào đầu đạn, thuốc nổ sẽ đẩy đầu đạn ra ngoài nhanh chóng. Ngay lập tức đưa đối thủ đi gặp Diêm Vương. Ngoài ra còn có súng chó kỳ lạ hơn, đạn có thể bắn ra từ miệng chó, bụng chó có thể chứa 51 viên đạn súng trường, thậm chí trong đầu chó còn ẩn một hệ thống chống điện tử nhỏ và hệ thống phòng không, đạn dẫn không thể tiếp cận. Điều này thật độc ác, nhưng điều tàn nhẫn nhất vẫn là xe tăng hổ. Bên trong có thể chở được 5 lính, tài xế điều khiển chân hổ để thay đổi hướng, người bắn súng máy có thể bắn lén từ vị trí cầm của hổ. Bây giờ người nạp sẽ đặt một viên đạn vào, sau khi bóp cò, đạn sẽ bắn ra từ miệng hổ. Sức mạnh khủng khiếp ngay lập tức, có thể biến xe tăng thành đống sắt vụn ngay lập tức. Hãy like và đăng ký kênh Tích Cực TV để đón xem thêm nhiều video thú vị nhé.